tại thị trường Myanmar. Đối tác phân phối sản phẩm Vsmart là công ty Strong Theo đó, các sản phẩm Vsmart sẽ được phân phối thông qua gần 1.500 cửa hàng của nhà bán lẻ điện tử tiêu dùng và kinh doanh đa ngành số 1 tại Myanmar. Qua Strong Vsmart đồng thời hợp tác với hai nhà bán lẻ lớn, phân phối trực tiếp và trực tuyến. Tại Myanmar là Mytel, Vietten và Shop, Alibaba. Trong giai đoạn 1, Vsmart sẽ phân phối 4 mẫu điện thoại thông minh tại thị trường Myanmar là Joy 1, Joy 1 cộng, Active 1 và Active 1 cộng. Trong đó, Active 1 cộng là mẫu máy cao cấp nhất của Vsmart ở thời điểm hiện tại, với 3 màu, xanh lục bảo, đen và vàng hồng. Active 1 cộng có khung kim loại, lưng kính và màn hình tai thỏ, trang bị chip Snapdragon 660, RAM6GB, máy có camera SLFIE24MP và camera kép xóa phông 12MP, sử dụng công nghệ AI nên đạt được chất lượng hình ảnh cao ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Joy 1 cộng là dòng máy có thiết kế nhựa giả kính, màn hình tai thỏ, chip Snapdragon 430, RAM3GB, máy có hai màu xanh coban, đèn, đặc biệt, Joy 1 cộng có dung lượng pin 4000 ma, mẫu máy có pin lâu nhất trong loạt sản phẩm. Ông Xoe Na Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Songsoft Group cho biết, chúng tôi rất tự hào khi trở thành đối tác phân phối độc quyền cho thương hiệu Vsmart tại thị trường Myanmar, với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng điện tử. Soft tin tưởng có thể đồng hành cùng Vsmart nhằm đạt được sự lựa chọn và tin yêu của người tiêu dùng. Để chinh phục khách hàng cũng như có thể cạnh tranh khốc liệt tại Myanmar và các thị trường quốc tế, các sản phẩm Vsmart phải vượt qua gần 2.500 bài test tiêu chuẩn, gồm các bài test phần cứng, test cơ khí và test phần mềm, tại phòng thí nghiệm của BQ, Tây Ban Nha và nhà máy Vsmart. Ngoài ra, các dòng điện thoại còn được kiểm tra tại các phòng thí nghiệm của Qualcomm, đơn vị cung cấp chip bán dẫn có hiệu năng tốt nhất thế giới hiện nay các trang thiết bị, máy móc của Vsmart đều tối tân nhất, trong đó có 3 dây chuyền hàn dán linh kiện hoàn toàn tự động sử dụng công nghệ mới nhất hiện nay của Mỹ, Đức, Singapore, 3 dây chuyền test bo mạch với các thiết bị đo của Rode và Schools, Đức, phần mềm của Qualcomm, Mỹ, và 6 dây chuyền lắp ráp thành phẩm. Tất cả đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cao nhất trong sản xuất công nghiệp của thế giới. Với việc sở hữu hàng ngàn kỹ sư ở Tây Ban Nha và Việt Nam, cùng ưu thế trong việc sản xuất thiết bị với công nghệ bảo mật, Vinsmart là một trong số ít các nhà sản xuất kiểm soát tất cả các giai đoạn từ thiết kế, phát triển và sản xuất thiết bị. Phát biểu về sự kiện, bà Nguyễn Thị Bích Phượng, phó tổng giám đốc marketing công ty Vinsmart cho biết thị trường Myanmar là một thị trường tiềm năng với tỷ lệ tăng trưởng mạnh các sản phẩm tiêu dùng công nghệ trong những năm gần đây. Do đó, rất nhiều thương hiệu điện thoại khác cũng đã nhanh chóng nhập cuộc và cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng với nền tảng phát triển công nghệ, nhân sự và đặc biệt là sự hỗ trợ của các đối tác phân phối lớn như Samsung, Vtel. Shop, Com mm Vsmart sẽ trở thành top những thương hiệu điện thoại thông minh hàng đầu được ưa chuộng tại thị trường Myanmar. Thời gian qua Vingroup liên tục có những bước chân ra thị trường quốc tế. Cụ thể, tháng 7 năm 2018, công ty VinFast đã hoàn tất việc mở văn phòng tại thành phố Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức. Đầu tháng 3 năm 2019, Vingroup đã công bố xây dựng mạng lưới Vintech toàn cầu với trụ sở đầu tiên đặt tại thành phố Daegu, Hàn Quốc. Đặc biệt, Ngày 20 tháng 3 vừa qua, Vsmart cũng đặt bước chân đầu tiên đến thị trường châu Âu thông qua nhà phân phối là công ty MediaMarkt. Với sự hiện diện tiếp theo tại Myanmar, VinGroup tiếp tục khẳng định tầm nhìn toàn cầu, khả năng triển khai tốc độ và khát vọng trở thành tập đoàn công nghệ đẳng cấp quốc tế trong 10 năm tới. Dự kiến trong năm 2019, Vsmart sẽ tiếp tục hiện diện tại các thị trường Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Campuchia. VinSmart là công ty thành viên của VinGroup một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất châu Á với giá trị vốn hóa thị trường đạt gần 16 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn hoạt động trên các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, bao gồm công nghiệp và công nghệ và thương mại dịch vụ. Công ty VinSmart được thành lập tháng 6 năm 2018 với mục tiêu sản xuất các sản phẩm điện thoại thông minh VinSmart, khởi đầu cho việc phát triển hệ sinh thái các sản phẩm điện tử, công nghệ thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, góp phần đem lại cuộc sống tiện ích, hiện đại cho người dân.